Kamen Rider Kabuto, series kỷ niệm 35 năm dòng phim Kamen Rider. Một phần phim để lại khá nhiều ấn tượng đậm nét cho khán giả xem phim, từ nội dung, tạo hình Rider cho tới cách xây dựng nhân vật. Có lẽ sẽ có nhiều bạn đồng tình với mình rằng những Rider trong series này có thiết kế vô cùng đẹp mắt và đem trong mình nhiều cơ chế vô cùng thú vị phải không? Vậy thì ngày hôm nay, hãy cùng RTK Media chúng mình tìm hiểu về ý nghĩa, cơ chế của các Rider cũng như form của họ trong series Kamen Rider Kabuto nhé! Đầu tiên, ta sẽ cùng tìm hiểu về nguồn gốc các Zectors, công cụ thiết yếu giúp các nhân vật trong phim chuyển hóa thành Kamen Rider. Zector, hay còn được biết tới là Mask Rider System, là những thiết bị di động có khả năng tác động tới thời không, được tạo ra bởi các Native, một chủng loài Worm tới trái đất từ 35 năm trước, năm 1971. Chúng trao các Zector vào tay người trái đất để bảo vệ cho chúng khỏi chủng loài ngoài hành tinh mang tên Worms. Tới trái đất không lâu sau đó, còn một thiên thạch rơi xuống vùng Shibuya năm 1999. Các Zector sau đó được giao phó cho tổ chức Zect. Họ lựa chọn những nhân tố phù hợp để sở hữu các Zector và biến thân trở thành Rider, chiến đấu chống lại Worm. Những Zector đa phần mang hình dáng của các loài côn trùng. Mỗi Rider khi biến thân bằng Zector thường sẽ có hai dạng cơ bản là Mask Form, thiên về giáp trụ, phòng thủ, sức tấn công, và Rider Form, thiên về tốc độ và sự linh hoạt. Có một vài trường hợp ngoại lệ, bao gồm hai anh em địa ngục Hopper Riders, cũng như những Kabutic Riders trong movie Godspeed Love không có hình dạng Mask Form. Những Zector được tạo ra đều có ý thức cũng như suy nghĩ độc lập, nhưng chúng không có tiêu chí chọn chủ nhân cụ thể, dù là con người, Worm hay Native đều có thể sử dụng Mask Rider System để henshin. Riêng với Kabuto Zector và Gattac Zector thì đã được lựa chọn sẵn chủ nhân là Kusakabe Shoji và Kakami Arata từ năm 1971. Trong đó, Kabuto được mệnh danh là thần mặt trời, còn Gattac mang danh hiệu chiến thần. Tính trong cả TV series lẫn movie, ta có tổng cộng tất cả 10 Zector sử dụng để biến thân, bao gồm Kabuto Zector, Gattac Zector, Zabi Zector, Drake Zector, Sasor Zector, Hopper Zector, Dark Kabuto Zector, Hercules Zector, Ketaros Zector và Caucasus Zector. Trong đó, Hopper Zector là một chiếc Zector có hai mặt, được chế tạo làm hai chiếc để cho hai Rider địa ngục là Kick Hopper và Punch Hopper sử dụng. Ngoài ra, còn có hai Zector phụ trợ là Hyper Zector, dùng để nâng cấp Rider lên hình dạng Hyper Form, và Perfect Zector là vũ khí chiến đấu có hình dạng giống như Zector của Hyper Kabuto, có khả năng kết hợp sức mạnh của các Zector khác để thực hiện chiêu tất sát. Trong số các Zector từng được đề cập trong phim thì Kabuto Zector được cho là Zector duy nhất được bí mật cài công tác bất tự chủ, tác động khiến cho chủ nhân của bộ giáp Kamen Rider Kabuto mất đi ý chí, trở thành cỗ máy săn lùng và đồ sát Worm. Tiếp theo, ta cùng tìm hiểu về hình thái Mask Form của các Rider trong series này nhé. Mask Form là form cơ bản xuất hiện ngay khi các Rider sử dụng Zector để chuyển hóa. Mask Form cho người dùng một bộ giáp trụ cứng cáp, giúp tăng cường khả năng tấn công cũng như sức phòng thủ, nhưng bù lại sẽ làm hạn chế sự linh hoạt cũng như tốc độ trong khi chiến đấu. Với một số Rider tiêu biểu như Gattac hay Sasor, Mask Form sẽ có thêm những tính năng trang bị bổ sung. Ví dụ như Gattac ở dạng Mask Form được trang bị Gattac Vulcan, hai khẩu pháo gắn hai bên vai, tung hỏa lực với khả năng sát thương cao. Còn Sasor khi ở Mask Form có thể phóng ra những xúc tu màu cam chói chặt đối thủ khi chiến đấu. Bởi những Zector được chế tạo dưới bàn tay của Native nên chúng có những đặc điểm khá tương đồng với giống loài này, đặc biệt ở khả năng cast off, khả năng tháo bỏ lớp vỏ bên ngoài để lộ ra hình dạng chiến đấu thực sự. Cơ chế này lấy cảm hứng trực tiếp từ chính tập tính tiến hóa tự nhiên của các loài côn trùng. Khi những con côn trùng phá bỏ lớp vỏ ngoài bao quanh cơ thể, hay còn gọi là lớp biểu bì ngoài da, để tiến hóa lên hình thái trưởng thành. Giải thích về việc hai Hopper Riders không có Mask Form, bởi không giống như những loài côn trùng khác, châu chấu từ hình dạng ấu trùng tới hình dạng trưởng thành trải qua quá trình biến thái không hoàn toàn. Hình dạng trưởng thành vẫn mang nhiều điểm đặc trưng tương đồng khi ở dạng ấu trùng. Song thực chất, đây có lẽ là một lỗ hổng trong bộ phim khi loài bọ cạp cũng có quá trình tiến hóa tương tự như loài châu chấu, nhưng Kamen Rider Sasor vẫn được trang bị hình dạng Mask Form. Về ba Kabutic Rider trong movie Godspeed Love, thực chất ở bản phát hành đồ chơi, ba Rider đó đều có hình dạng Mask Form, nhưng sau khi lên phim đã bị lược bỏ cơ chế này để chuyển hóa thẳng lên hình dạng Rider Form. Giờ ta bước tới tìm hiểu hình thái thứ hai, Rider Form, cũng là hình thái phổ biến nhất được các Rider trong series Kamen Rider Kabuto sử dụng. Sau khi quá trình cast off diễn ra, bộ giáp cồng kềnh của Mask Form sẽ được tháo bỏ để lộ ra hình dạng Rider Form. Đây là hình dạng giúp cho các Rider gia tăng sự linh hoạt cũng như tốc độ trong quá trình chiến đấu. Nếu so sánh thực tế với vòng đời của loài côn trùng, thì Rider Form đại diện cho hình thái trưởng thành của loài côn trùng đó sau khi chúng đã trải qua nhiều lần lột xác và phát triển cơ thể một cách hoàn chỉnh nhất. Đây cũng chính là giai đoạn mà những con côn trùng đạt được sự linh hoạt cũng như khả năng chiến đấu sinh tồn cao nhất. Đặc trưng nhất của Rider Form là Clock Up System. Đây là chế độ gia tốc giúp cho các Rider có thể bắt kịp tốc độ của Worm trong quá trình chiến đấu. Cơ chế của Clock Up System là sự tăng tốc quá trình chuyển động của các hạt tai Yom trong cơ thể của người dùng, khiến thời gian xung quanh họ chảy nhanh hơn thời gian thử gấp 1000 lần. Xong,
Quá trình này tạo sức ép rất lớn lên cơ thể người sử dụng, có thể gây quá tải và nguy hiểm tới tính mạng. Nên chức năng Clock Over được trang bị vào bộ giáp Rider để ngắt Clock Up System khi cần thiết. Hệ quả cho việc lạm dụng Clock Up System đã được thể hiện trong tập 17 của Kamen Rider Decade, khi Kamen Rider Kabuto vì lạm dụng chức năng Clock Up mà bị kẹt trong không gian đó. Sau này khi hệ thống Clock Down System bị phá hủy, cơ thể anh dần tan biến vào ánh sáng. Một đặc điểm nổi bật khác của Rider Form chính là khả năng chơi chiêu thức tất sát. Với mỗi Rider sẽ có một chiêu thức tất sát riêng ứng với tập tính sinh tồn của loài côn trùng mà họ đại diện. Đặc biệt, trước khi triển khai đòn tất sát, các Rider sẽ gọi tên chiêu thức đó ra. Rider Kick, Rider Sting, Rider Shooting, Rider Slash, Rider Kick, Rider Jump, Rider Kick, Rider Kick. Đây là một chi tiết gợi nhắc tới việc các Showa Rider đọc tên chiêu thức tất sát của mình trước khi ra đòn. Cuối cùng, ta sẽ tìm hiểu tới hình dạng tiến hóa tối thượng của Rider trong series này, Hyper Form. Hyper Form được sinh ra nhờ trang bị thêm Hyper Projector vào Mass Rider System. Hyper Projector là một projector đặc biệt với khả năng di chuyển xuyên không thời gian. Tiến hóa lên hình dạng Hyper Form, Rider được gia tăng cả về sức chiến đấu, sự linh hoạt lẫn tốc độ. Đồng thời, Rider Form của họ cũng được thay đổi hình dạng. Hyper Projector đồng thời cũng giúp tăng tính sát thương cho chiêu thức tất sát của các Rider. Với khả năng đặc trưng là Hyper Clock Up, tác động lên các hạt Thaion trong cơ thể người dùng di chuyển nhanh hơn gấp 10.000 lần mức bình thường, khiến cho Rider đó không chỉ được gia tăng về tốc độ một cách đáng kể, vượt trội hơn so với Clock Up thông thường, mà còn tạo ra hiệu ứng bẻ cong thời gian, tạo ra những vết nứt thời không, giúp họ di chuyển xuyên không gian và thời gian, có thể tiến tới bất kỳ thời điểm nào trong quá khứ hoặc tương lai, đạt tới khả năng tương tự như chính Hyper Projector. Hyper Projector được cho là chỉ có một chiếc duy nhất được tạo ra, nhưng với khả năng di chuyển xuyên thời không của mình, những Hyper Projector ở những mốc thời gian khác nhau có thể xuất hiện tại cùng một thời điểm. Chi tiết này từng xuất hiện trong Kamen Rider Kabuto Hyper Battle DVD, khi có thêm một Hyper Projector khác cùng xuất hiện, giúp cho cả Kabuto và Katak tiến hóa lên hình dạng Hyper Form. Đặc biệt với Kamen Rider Kabuto, khi ở hình dạng Hyper Form, anh có thể gọi ra Perfect Projector. Như chúng mình đã đề cập ở phía trên, đây là vũ khí chiến đấu có hình dạng giống như Projector của Hyper Kabuto, có khả năng kết hợp sức mạnh của các Projector khác để thực hiện chiêu thức tất sát. Với hai hình dạng khác nhau là Gun Mode và Sword Mode, Perfect Projector lần lượt cho ra hai chiêu tất sát tối thượng là Maximum Hyper Cyclone và Maximum Hyper Typhoon. Ngoài ra, với từng Projector tương ứng khi kết hợp cùng, Perfect Projector vẫn có thể mô phỏng ra chiêu tất sát của Rider sử dụng Projector đó, ví dụ như Hyper Sting, Hyper Shooting hay Hyper Slash. Cuối cùng, trước khi khép lại clip, chúng mình sẽ bật mí một vài chi tiết thú vị trong series Kamen Rider Kabuto nhé. Về nguồn gốc sự ra đời của các Projector, bởi series Kamen Rider Kabuto vốn dĩ là phần phim kỷ niệm 35 năm dòng phim Kamen Rider, nên thời điểm các native đắt xuống trái đất cũng là 35 năm trước. Thêm vào đó, Mass Rider Project được đề cập trong phim bắt đầu khởi động từ ngày 3 tháng 4 năm 1971. Đây cũng chính là mốc thời gian thực tế khi tập đầu tiên của dòng phim Kamen Rider được phát sóng. Tiếp theo là thời điểm khi thiên thạch mang loài Worm rơi xuống thành phố Shibuya năm 1999. Đây chính là năm mà các nhà tiên tri cho rằng sẽ có tận thế xảy ra. Việc thiên thạch rơi vào trái đất có thể coi là một thảm kịch mang mầm mống diệt vong tới cho nhân loại. Kamen Rider Kabuto cũng đánh dấu một sự đổi mới cho dòng phim Kamen Rider khi là series đầu tiên được phát sóng với tỷ lệ 24 khung hình trên giây và là series Kamen Rider cuối cùng không đặt tiêu đề cho từng tập phim. Bắt đầu từ series Kamen Rider Denno trở đi, mỗi tập phim bên cạnh đánh số tập sẽ kèm theo cả tên của tập phim đó. Cảm hứng thiết kế từ côn trùng của những Rider trong series Kamen Rider Kabuto cũng gợi rất nhiều liên tưởng tới các Rider tiền nhiệm. Cụ thể ở đây ta có Kabuto giống với Stronger, lấy hình tượng loài bọ hung một sừng, Rhinoceros Beetle. Zabi giống với Super One, lấy hình tượng ong vò vẽ. Drake giống với V3, lấy hình tượng chuồn chuồn. Kickhopper giống với Kamen Rider Ichigo. Punchhopper giống với Kamen Rider Nigo, lấy hình tượng châu chấu. Katak giống với Kuga, lấy hình tượng bọ vừng. Một điều thú vị không kém đó chính là nam diễn viên Kazuki Kato, người thủ vai Kazama Daisuke, Kamen Rider Drake, cũng chính là người đảm nhiệm vai diễn Shiro Kazami, Kamen Rider V3 trong phần phim điện ảnh Kamen Rider The Next ra mắt vào năm 2007. Và như đã đề cập ở phía trên, Drake và V3 đều là những Rider mang motif chuồn chuồn. Trên đây là tất cả những thông tin về ý nghĩa, cơ chế của các Rider và form trong series Kamen Rider Kabuto mà chúng mình đã tổng hợp được. Nếu chúng mình có bỏ sót điều gì, rất mong các bạn sẽ comment đóng góp ý kiến ở phần bên dưới nhé. Đừng quên like và share nếu thấy video này bổ ích.
và nhấn subscribe cho kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất được chúng mình tung ra trong tương lai nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Kaitoki của RTK Media. Xin chào. アンデッドは全て封印した。お前が最後だ。ジョーカー。俺とお前は戦うことでしか分かり合えない。